lý do chọn bộ trang phục như thế này? Lý do là hôm lúc trước là tụi em có đi chụp hình cưới, tụi em có chụp nhiều cái loại mà hình khác nhau, cho nên tụi em thấy cái phong cách này hợp với tụi em, nên hôm nay hai đứa em mang đến chương trình. Rồi thế bây giờ hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho khán giả nhé. Dạ em tên là Minh Nhật, năm nay em 20 tuổi, em đến từ Tiền Giang và nghề nghiệp của em là công nhân. Còn em? Dạ còn em thì em tên thật là Nguyễn Hồng Tuấn, em sinh năm 1988 mà mọi người hay gọi em là ông Nguyễn á anh, là cũng nghề nghiệp cũng là công nhân luôn. Hai đứa em từ Bến Tre lên đây luôn. Chị hôm qua thì em qua Tiền Giang rước Minh Nhật về bên nhà em, rồi sáng nay thì hai đứa từ Bến Tre lên tới đây. Em đi cũng khoảng 2 tiếng rưỡi á anh, nên cũng hơi đuối một tí. Tại tụi em đi bằng xe máy. Ủa rồi hai bạn ở xa nhau như vậy thì mình yêu nhau sao mà quen nhau được hay vậy? Cuối năm 2017 á, sau khi em chia tay mối tình đầu tiên của em á, thì khoảng thời gian đó em cũng không muốn tìm hiểu ai hết, cũng là mình lướt phay chơi vậy thôi. Thì em vô tình em gặp Minh Nhật trên một cái diễn đàn của LGBT Việt Nam. Rồi các em mới hỏi Minh Nhật là nào giờ em có đi Bến Tre chơi không? Thì Minh Nhật mới nói lại, dạ là không. Em hỏi là sao em không đi, em không biết chạy xe máy. Hỏi sao em đi xe buýt thì Minh Nhật trả lời là em bị say xe. Trong đầu em lúc đó nghĩ Minh Nhật là chắc đang chảnh chẹ với em vậy đó, giống như là không muốn nói chuyện với mình vậy đó chị. Đi đâu đành lắm, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi từ từ rồi cũng khoảng cách cũng xa nên rồi em lần hai đứa lơi luôn. Rồi em mới về Bến Tre thì em cũng đi làm, rồi em quen một bạn gần nhà, cũng quen cũng được khoảng 5 tháng rồi chị, thì lại không hợp để chia tay nữa. Nửa năm sau nữa em lại vô tình gặp lại Minh Nhật trên một diễn đàn khác nữa. Có nhớ là mang máng là có hình như là nói chuyện rồi. Thì em vô cái trang cá nhân thì em lại nhấp vô cái chỗ Messenger á chị, thì mình lại nhìn lại cái những cuộc nói chuyện vừa rồi, nói chuyện rồi á. Rồi hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại. Rồi nhắn tin đến bao lâu thì bạn này mới chịu đi về Bến Tre chơi vậy? Sao đúng một tuần luôn là em đi luôn hả? Dạ là chịu đi xe buýt xuống tới cầu Gạch Miễu là phân nửa đoạn đường á chị. Rồi em chạy xe ra em đón rồi về nhà em chơi. Đó là bắt đầu từ lúc đó là ngày 29 tháng 9 năm rồi. Mà lý do tại sao lúc trước em nói là em say xe, em không biết đi xe Honda, mà tại sao cho sau khi nói chuyện một tuần lễ mà em quyết định là em đi nửa đoạn đường? Từ nhỏ nói chung là em rất là thích con trai, nhưng mà cái không biết sao ngày đó là không biết động lực nào đẩy em. Cho nên một ngày đó là cũng là trời mưa dữ lắm luôn, mưa gió nhưng mà em cũng không có ngại, cho nên em mới quyết định là em đi xuống khoảng nửa tới nửa đoạn đường là trời rất mưa rất là lớn luôn, rồi đi sẽ đến điểm hẹn là tại trời đó là không có mưa, cho nên nhưng em nghĩ mà là lúc mà em trong lòng em đi là em muốn đi chơi cho biết hay là vì em mến bạn em mới đi? Dạ nói chung là vừa muốn đi chơi mà với lại cũng muốn tìm được hạnh phúc của mình, cho nên hay là sao một ngày một tuần lễ nói chuyện nhau là cũng hơi có tình cảm chút đỉnh. Khoảng đoạn đường từ Minh Nhật xuống tới cầu Gạch Miễu chị mưa lớn dữ lắm, rồi bên em đi qua bển rước cũng mưa lớn nữa, mà tự nhiên lại ngay cái điểm hẹn vậy á, nó không có mưa rồi. Trời ơi, ngươi la chút nữa gặp nhau đó. Tuấn là mối tình thứ mấy của em? Dạ Tuấn là mối tình thứ hai của em. Bên kia cũng hai người hay là ba người rồi? Dạ tổng cộng em quen một bạn nữ, một bạn nữ nữ gạt luôn, rồi tổng cộng là 4 bạn giống Minh Nhật. Là năm Minh Nhật là thứ 6? Dạ đúng rồi. Không, Minh Nhật là thứ 5. Hai Minh Nhật là thứ 5. Dạ đúng rồi. Em kể là em quen bạn nữ đầu tiên đó. Dạ là đúng rồi. Năm đấy em bao nhiêu tuổi ha? Nếu mà nói về mối tình đầu tiên thì giống như là thì em sinh ra và lớn lên thì cũng bình thường như mấy bạn trai khác thôi chị. Cũng là đi học rồi đi chơi, cũng tụ tập đi chơi vậy thôi, rồi cũng giống như mối tình học trò á chị. Cũng cáp rồi quen, mà cũng quen được mấy năm á. Quen rồi xong khoảng tới... Quen nhưng mà có yêu không? Nói chung là học trò mà chị, thì cũng nắm tay, nắm chân không ít vậy thôi, chứ cũng không có dám gì nhiều. Thì cũng quen được khoảng 4 năm rồi bắt đầu cái... Em học xong 12 xong em không học nữa, em bắt đầu cái em đi nghĩa vụ. Mình ở nhà thì được chăm sóc này kia, gia đình chăm sóc, rồi bắt đầu đi vô đó cái gì mình cũng phải tự làm hết, chẳng hạn như từ giặt giũ ăn uống hay cái gì đó thì mình phải tự hết. Thời gian đầu thì người yêu cũng lên thăm thường, tuần nào cũng lên thăm. Là cái bạn nữ bạn á. Dạ. Rồi trong đó thì lại có một bạn giống Minh Nhật như vậy, thì tự nhiên cái bạn đó cứ hay qua chia sẻ với em, em buồn quá em đi không ai gì, tâm sự với em cũng nhiều vậy đó, tâm sự rồi bắt đầu cái đi tắm này kia, cái để tôi giặt đồ cho, rồi đi ăn rồi để tôi lấy chén cho, quan tâm em nhiều hơn. Nhưng mà trong đầu em cũng thừa biết, tại lúc đó cũng là 20 mấy tuổi rồi, cũng thừa biết bạn đó là như vậy, mình cũng biết. Xong rồi tiếp theo là cái bạn nữ em lên thăm em, bạn gái em lên thăm em, giận chị, chiều cái không nói chuyện với em nữa. Giận cái giống như là ghen vậy đó chị. Cái nhưng mà thật tới lúc đó là em chưa có nói là tôi thích bạn hay gì đó, là không có. Nhiều người lại nói em lợi dụng tình cảm của bạn đó. Xong rồi cái lần lần cái em thấy tự nhiên cái em thích bạn đó luôn.
cái em mới thích nào mà không hay không hay luôn chị, xong rồi bắt đầu cái em mới chia tay với bạn nữ. Dạ đúng đối tượng là cong luôn. Không, thật ra là bạn này kiểu hơi xiên xiên thôi, cần gặp đúng rồi là hơi cong đó. Nếu như mà nói rõ ràng không phân biệt cái vấn đề này rõ ràng thì người ta nói là bị giống như chơi chung nhau là sẽ bị lây. Yeah. cái giới tính không có lây su không có lây không có lây cưng. Đâu ra là kinh hơi cong xíu. Dạ đúng rồi, tại vì hồi nhỏ em có được đi múa bên nhà văn hóa thiếu nhi múa chị. Rồi, múa là cong rồi. Đi đúng rồi, ai múa cũng cong đâu. Dạ chị cũng ơi. Tham gia với bạn múa vậy đó, mấy bạn múa rồi lớn còn thấy. Nhưng mà cho chị hỏi thiệt nha, mình đang nói chuyện vui nè, chị không có ý gì hết về trong em, nhưng mà cái giọng nói em ngày xưa y chang vậy hay là từ khi em cong thẳng luôn rồi em mới nói cái giọng này? Chị thấy cái giọng em hơi yếu. Dạ yếu từ nhỏ lần chị. Tiếng em vậy luôn. Vậy là cong hồi nhỏ rồi mà không biết. Đâu em thấy Tuấn là cái kiểu giọng miền Tây kiểu nhẹ nhàng. Nhưng không, cái giọng của Tuấn nó hơi yếu. Âm giọng em vậy coi, nhưng mà chị thấy cực cứng người mà lên xíu á. Âm giọng em trầm, còn bạn này nói chuyện là hơi, cái giọng hơi thanh. Nếu như mà em cong, em có máu vậy, tại sao em không thích một người con trai gạt? Bây giờ chị đang thắc mắc. Em không thích chị. Lý do? Em không thích. Nên nói chung em nhìn con trai gạt em không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết, không có cảm xúc gì hết á. Và đến bây giờ cũng vậy luôn. Ủa chị. Làm sao? Ủa đúng rồi, chị thì giống như em thôi, em nhìn con trai thẳng em thấy bình thường. Không, ngày xưa lúc chị chưa làm gái thì nhìn trai thẳng chị thích dễ sợ. Tại vì chị có xu hướng trở thành một người phụ nữ. Không, ngày xưa hồi nhỏ mới lớn lên là đâu có biết gì đâu mà xu hướng là người phụ nữ, không có nha. Lớn lên rồi, hai mấy tuổi mới có suy nghĩ. Như em từ nhỏ tới lớn thì nói chung là cũng đi chơi đó, banh bắn đạn đến lộn thì cũng có vậy đó, nhưng mà không thích, có nghĩa là không có thích gì tình cảm nhiều. Nhưng em lại thích mấy bạn nữ đẹp, em lại thích nha. Thích lắm, thích đi chơi chung rồi thích chở mấy bạn lòn tay ôm này kia thì phái lắm, nhưng mà con trai chở em ghét dữ trời lắm. Ủa vậy đó. Ơ cái chương trình là lạ nha. Cái vụ em là chị thấy hơi lạ. Dạ đó. Đúng rồi, em không có thích. Hiện tại tới bây giờ cho dù em làm công hay gì đó em cũng không thích nữa. Vậy là em 50-50, nửa công nửa thẳng, đâm ra là mới có cái suy nghĩ vậy. Không chị, em tính em thì em nghĩ vậy nè chị. Em nghĩ thế, em tự nghĩ về em thôi nha. Ừ. Có nghĩa là ai mà tiếp xúc với em nhiều quá, em lại thích bạn đó. Là bạn này là ai gần gũi nhiều thì dạ, đúng rồi. Nhiều hơn. Dạ thì em cũng chia sẻ với anh chị là tại vì từ nhỏ em bị mồ côi mẹ á chị. Sinh ra mồ côi mẹ là 6 tháng là mẹ em đã mất rồi. Dạ sinh ra là giống như cách ly luôn á chị. Mang tiếng là 6 tháng mới mẹ mới mất, nhưng thực tế là sinh ra là cách ly luôn. Rồi xong rồi em mới sống với nội, với cô, với chú này kia thôi. Còn ba em thì có gia đình sau. Rồi có nghĩa là lúc nào em cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Dạ đó đúng rồi. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ thì em đang sống với cô. Em thương cô, em giữ trời lắm. Giữ trời luôn hả? Dạ thương lắm. Thương giữ trời lắm không á. Thương như mẹ em mình vậy đó. Nhưng mà em có thương bạn này giữ trời không? Có chứ chị. Rồi bây giờ nói với em chia sẻ cái gì đi. Dạ còn em á thì tuổi thơ thì hồi nhỏ thì em thường nói chung là chơi mấy trò chơi mấy đứa con gái không à. À bằng này con gái từ nhỏ. Dạ. Chị chưa biết ban nãy khi mà ở trong phòng make up mọi người nhìn thấy mặt của Nhật mà chưa make up, mọi người đã bảo là mụ bà nắn lộn, tại vì bình thường đã rất là xinh đẹp mà kiểu con gái. Trước năm lớp 9 là em đã chưa biết là em quen con trai, nhưng mà cái bắt đầu khoảng lớp 9 là em lên cấp 2 á, là cái bắt đầu thấy mấy đứa con trai đẹp á. Thích hết. Cấp 2 là bao nhiêu tuổi mà thích sớm vậy cưng? Đâu chị, lớp 7, lớp 8 là 14, 15 là bắt đầu. Lớp 6 đây là cấp 2 rồi. Dạ, lớp 6 là cấp 2. Là 14, 15 mà thích nhanh gì? Dạ. Đúng rồi, mấy đứa trẻ sau này thích sớm mà. Ủa em rồi khi nào em quen người yêu đầu tiên của mình? Khoảng vào năm lớp 10 là em bắt đầu biết xài điện thoại. Chơi Facebook, Zalo vậy đó. Tham gia là nói chung là tải mấy cái ứng dụng của cộng đồng LGBT. Rồi về rồi bắt đầu cái cũng tìm quanh đây này nọ đó. Rồi cái bắt đầu cái em cảm thấy người này em hết. Nói chung là người ta cũng hết em, nhưng mà cái bắt đầu cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi cái bắt đầu cảm thấy hợp, rồi bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà khoảng thời gian sau á, thì khoảng quá trình đó là khoảng 6 tháng. Nói chung là cái khoảng thời gian sau cái hai tụi em nói chuyện không có hợp nữa, tụi em chia tay. Rồi mối tình thứ hai là ảnh bắt đầu là lúc đó là nói chung là cái cả nhận thức của mình được lớn hơn rồi. Cho trong một buổi chiều đó rồi bắt đầu hai đứa cũng nói chuyện qua lại, rồi cái bắt đầu quen. Cái bắt đầu quen nha, rồi bắt đầu đi lên trên đó luôn đúng không? Đấy. Cái này em chia sẻ thêm giùm Minh Nhật á chị. 20 tuổi rồi mà không có biết chạy xe máy luôn. Sao vậy cưng, chứ ngày xưa cưng đi bộ không hả? Dạ, nói chung là từ hồi nhỏ là lúc lớp 1, lớp 2 thì mẹ em đưa bằng xe đạp. Nhưng mà hẳn lên lớp 3 trở lên á, cho đến em học đến lớp 11 là em chạy xe đạp không à.
xe đạp xe máy nó như nhau chứ gì đâu. Tới bây giờ luôn á chị. Xe máy thì em ngồi em gù ra thôi, xe đạp thì em phải đạp nữa. Thật sự chạy xe đạp khó hơn chạy xe máy. Tới bây giờ vẫn còn chạy xe đạp chị, nhưng mà từ hồi quen em cái em tập cho chạy xe máy, em tập cho chạy. Bây giờ biết chạy xe máy chưa? Chạy mà cũng còn yếu lắm chị.